Dọc dài lên xuống California Rất là nhiều chỗ bị hư hại Thêm một lần nữa Mưa xé nát tiểu bang Cái đường cao tốc nổi tiếng California Bị đất từ ở phía trên rớt xuống Làm cho xe bị chặn lại hết hoàn toàn nước tăng lên rất là nhanh làm cho nhiều người bị kẹt sau khi đó cứu hộ đã đưa máy bay tới để giúp đỡ Los Angeles trong tháng này thấy mưa rất là nhiều nhiều hơn giống như nguyên năm nhiều hơn seattle new orleans miami Hết trận mưa này tới trận mưa khác đập xuống ở California. Làm cho cơ sở hạ tầng bên Cali chịu không nổi. Có một số địa điểm ở California đã bị hư hại hoàn toàn. Chỗ này là ngay thành phố Rancho Palos Verdes, California. Nguyên cái khu ở đây đang bị lỡ đất. Theo nhà chức trách, báo cho biết cả năm trời chỗ này nó chỉ nhúng nhích một in thôi. Tới ngay bây giờ, nó không phải còn nhúng nhích một in nữa, mà nó tính ra là feet. Nó bắt đầu với đường bị nứt, sau khi đó là nó sụp hoàn toàn ở đây nó bị sụp càng ngày nó càng nhiều thêm nữa càng ngày càng tồi tệ thêm ở đây nước rồi mưa vẫn tiếp tục ngay chỗ này có nhiều người dân đang kêu gọi chính phủ giúp đỡ tôi đây cảm giác rất là khó chịu cho những người sống ở ngay cái khu chỗ này Chỗ này ngay cả nhà thờ Chapel rất là nổi tiếng, tới ngay bây giờ là đóng cửa. Tại vì đất ở đây nó bị nhúng nhích. Ở đây có hơn 100 cái đám cưới sửa soạn tổ chức, ngay bây giờ là quỷ bỏ. Đang bị trục chặt vấn đề, đất của chúng tôi ở đây đang bị nứt tất cả những gì ở ngay mảnh đất của chúng tôi ở đây đều bị ảnh hưởng hết hoàn toàn khi đất nhúng nhích cali rất là nhiều cây gãy cộng thêm nhiều ổ gà cho tới những cái nhà chịu đô trên đồi ngay bây giờ đang nằm ở kế cái vực sâu có thể bị rớt xuống ngày hôm nay california cảm giác được về thiên nhiên trong lúc này đây là một cái mùa đông mưa bão khác bình thường